Ông quý chủ. Ông chủ đề cam to cái mặt cao để tiếp thị sản mặt cao. Hãy tổ chức đào được cái chuẩn từ cầm thạ vị nhá, đầm làng thạ vị nhá, đầm bay to cả tăng thùng lúa để đào chỉ buộc xả sấy. Hãy xong một chiếc thạ thạ vị nhá, rôm tiếng cầm thạ vị pin ở mức đầm làng đầm đang rót vào ní để sao bị lìa. Tại mỗi vẹn này ngày này ngày thạ mặt cao nơi Russia này thì xong chỉ điểm. Thank you, Mr. President. Mr. Witness, before the break, we were discussing Superior, and I think you told us that you understood Doik Superior to be Sun Sen, at least initially. And then at some point, Sun Sen was called away to oversee the battle with Vietnamese forces in the east. I want to ask you about something you said in one of your investigative statements about this. And the reference to this is E3/5155, the English ERN is 0016-1591, Khmer 0016-6638, and French 0014-8083. And this is what you said, quote, Ta Son Sen, formerly he was in charge above Ta Doik. Later on, Ta Kyu disappeared. I don't know about any others. But I knew because I saw him come once during 1977, because I asked him to go to the army. But afterwards, I never saw him come again. And then the question was, do you know when Sun Sen disappeared? And you said, I know it was 1977 when he came once to teach. I never saw him after that. So my first question about this, in what you said, you refer to someone called Sun Sen, and you also refer to someone called Ta Kyu. Are those the same people or are those different people? Tao son sen nâng tạc hiếu mà nụ tẻ mũi rưu co chìm nụ xây kìa. Bác nhóm xong chồng việp. Lúc thà tạc đôi hai son sen nâng hai khiêu. Ủa, quả thà tạc hiếu nâng ái chìm son sen nụ bạc. And the other thing I'm interested in is this language, Ta Kyu disappeared. Why did you say that Ta Kyu disappeared? Ta Kyu có bắt đầu. Ta biết Ta Kyu tớ lúc Bác nhóm xong dùm đẹp thà, nhóm bàn chú quát mà bằng nhìn phục nhóm nắng. Cả chân nam chất phẩm phân nắng, cứ xoắn xên hai khiêu nắng, cứ quát mà bằng nhìn phục nhóm chân nam chất phẩm phân. Cối mà tiếp cả quát ở miền bàn mà bằng nhìn phục nhóm tiết ấy, cứ quát tớ xong mà phùm bạc. Bằng chủ mùi Việt Nam nó. Tại ca cực cường cứ nấu ta xoắn xên hai khiêu nó đài cực cường ở lưu tập đội nhận. And why do you say that when he was away he was still the superior of Doik? What do you base that on? Hiện nay lục xâm hàng ấy thà nộp bên cọt tục bạc tớ còn nộp tại xoắn I want to ask you about that, and I want to ask you specifically, did you ever hear a reference to brother number one or brother number two during your time at S21? Bạn, lúc thà đôi 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 lúc thà đôi
And what do you remember brother number two during the time you were at S21? Can you remember the time that you were at S21? បាទគាត់អមមាននិយាយអីទៀតទេគាត់និយាយថាបងទី1បងទី2ទម្លាប់គឺលឺហៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ឮសូរអញ្ចឹងហៅទី1ទី2អញ្ចឹងដែរទៅ Right but I'd like you to focus on your time at S21 did you ចង់ឲ្យលោកផ្ដោតទៅលើតែពេលលោកនៅស21ទេ the names brother number 1 and brother number 2គឺនៅពេលដែលដូចប្រើថាបងទី1បងទី2ហើយបើគាត់ប្រើថាបងទី1បងទី2អញ្ចឹងគាត់ប្រើពាក្យនេះនៅពេលណាបាទពេលដែលគាត់ហៅពួកខ្ញុំរៀនសូត្រហ្នឹងគាត់ហៅបងទី1បងទី2អញ្ចឹងទៅI want to ask you about something another witness has said about talking about brothers number one and two and training sessions. This is from the transcript of 27 April, just after 10:57. So this witness is Prak Khon, who was an interrogator at S21 and is testimony here.ហើយគាត់បានមកផ្ដល់សក្ខីកម្មជូនអង្គជំនុំជម្រះគាត់ត្រូវបានសួរសំណួរដូចតទៅក្នុងដំណាក់កាល training sessions or those meetings which were held រៀនសូត្រឬពេលប្រជុំមួយខែពីរដងឬមួយខែមួយដងនោះគឺដូចបានប្រាប់ថាអ្នកណាជាមេរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខហើយគាត់ត្រូវរាយការណ៍លោកដឹងដែរទេហើយប្រាក់ខនឆ្លើយថាគាត់មិនដែលនិយាយឈ្មោះមេគាត់ឲ្យចំចំទេគាត់និយាយទៅមេនឹងថាជាបងទី1បងទី2 question សួរ and what did he say regarding brother number 1 and number 2 តើគាត់និយាយដូចម្តេចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបងទី1បងទី2តើគាត់និយាយញឹកញាប់ទេបើនិយាយញឹកញាប់តើគាត់និយាយថាម៉េចTalking about brother number 1 and number 2, he talked about the reports that he sent to the two brothers, whether the two brothers accepted it or rejected it, unquote. So does that refresh your memory in these training sessions that you attended where Doik mentioned brother number 1 and brother number 2?Does that refresh your memory that he in fact referred to brothers number 1 and 2 as his superiors? ជួយរំលឹកដល់ការចងចាំថាវាពិតជាបងទី1និងបងទី2ហើយដែលជាមេរបស់គាត់តើជួយរំលឹកដល់ការចងចាំលោកទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាការហៅបងទី1បងទី2នេះគឺពេលដែលរៀនសូត្រពួកខ្ញុំគាត់ហៅចឹងមែនតែដល់ពេលថាអ្នកណាមួយតទៅទៀតគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះក្រុមសួរចម្លើយគេប្រជុំតាមងាររបស់គេផ្សេងពីក្រុមពួកការពារបាទប្រជុំរួមគ្នាបានគាត់ហៅដល់ពេលប្រជុំថាអ្នកណាជាមេបន្តទៀតបងទី1បងទី2គឺខ្ញុំអត់បានដឹងទេបាទ And I'll just ask one more question on this point. ខ្ញុំសូមសួរលោកមួយសំណួរទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ mentioned លោកបានឆ្លើយថាតលុចបានប្រើពាក្យបងទី1បងទី2នៅក្នុងអង្គប្រជុំនេះតើលោកនៅចាំថាគាត់និយាយចំថាបងទី1និងបងទី2ពិតជាមេរបស់គាត់ឬក៏លោកមិនចាំទេបាទគឺខ្ញុំអត់បានលើសូរនិយាយថាជាមេរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាបងទី1បងទី2ខ្ញុំថាមានណាមានពលពតហើយណែតានមុនជាហ្នឹងជាបងទី1ទី2តែត្រង់ថាមេរបៀបយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះការប្រជុំនោះជួនកាលអ្នកសួរចម្លើយប្រជុំជាមួយពួកទៅដូចផ្សេងហ្នឹងទៅបាទដល់យានសោតរួមគ្នាបានរួមគ្នានិយាយពីរឿងថាបងទី1បងទី2ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងបាទAnd again, just to be clear, you've just said that he identified
Is that something that you heard Doik say during the time you were working at S21? Right, but the connection between the title brother number 2 and the name Nguyen Chia, is that something that Doik told you during the DK period? In other words, is that something that you learned while you were working at S21 and not something you learned later? លោក ដឹង ពិត ថា បង ទី 2 គឺ នួន ជា ហើយ គឺ ដឹង នៅ ពេល ដែល លោក ធ្វើ ការ នៅ ស 21 នោះ ឬ មិន មែន លោក ដឹង ក្រោយ របប នោះ មក ទេ បាទ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ថា គឺ ខ្ញុំ ដឹង ដែល ខ្ញុំ នៅ ធ្វើ ការ ស 21 ពេល ដែល តា ដូច ហៅ ពួក ខ្ញុំ មាន សោត ហ្នឹង គឺ គាត់ ហៅ បង ទី 1 បង ទី 2 គឺ លោក ណែ ពល ពត ហើយ លោក តា នួន ជា ហ្នឹង បង ទី 1 ទី 2 ហ្នឹង បាទ Okay, on another topic, can you tell me whether you have ever heard any references to Office 870 during the time that you were at S21? What did you hear Deutsch say about Office 870? But Napoleon saw it long time long. Are you able to recall what he said about it? What the context was? why did he mention Office 870? And did you hear him mention it in just one training session, or did you hear it mentioned in multiple training sessions? And given that he mentioned it in every training session, can I just ask you to try once again to remember what it was that he said about it? គាត់អត់មានយាយអីតទេគាត់ថាបងទី1បងទី2ហើយណែមន្ទីរ 8 and I'll just try one more time. When he mentioned it, did he mention it as a source of supplies? Did he mention it as a source of instructions or orders? Did he mention it being responsible for some particular aspect of things? Okay,
Okay, thank you for answering my questions, Mr. Witness. Mr. President, would the chambers and the floor to my colleagues? បាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីចៅក្រមភិក្គីដើមម្ដងរដ្ឋវិនីនៅសាធារណជនបាទសូមជម្រាបសួរលោកហឹមហ៊ុយខ្ញុំបាទឈ្មោះពេជ្រអង្គជាមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋវិនីជាមួយនឹងលោកស្រីម៉ារីហ្គីរ៉ូដែលអង្គុយជិតខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីសួរទៅលោកដើម្បីឲ្យលោកបំភ្លឺឆ្លើយជូនអង្គសាវនាការជាបឋមពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅមន្ទីរស.21តើតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅស.21នោះគឺពីឆ្នាំណាមកដែរហើយនៅកន្លែងណាដែរបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគឺមិនចាំខែថ្ងៃទេប៉ុន្តែដឹងថាឆ្នាំ76ហ្នឹងគឺយកខ្ញុំមកកន្លែងហ្នឹង គឺនៅទួលស្លាយហ្នឹងឯងបាទតើពេលនោះជាពេលដែលទួលស្លាយទៅចាប់ដំណើរការមែនទេបាទពេលនោះគឺពួកតដូចហ្នឹងគេនៅនឹងយូរហើយប៉ុន្តែខាងលិចហ្នឹងហើយទួលស្លាយហ្នឹងគឺទៅចាប់ដំណើរការខ້ອຍដែលខ្ចីអង្គភាពពួកខ្ញុំពី 783 យកមក ៀបចំកន្លែងហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់សួរថាលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកជាអ្នកយាមនៅក្នុងទ្វារមួយនៅចិត្តវិទ្យុសម្បុកឃុំចាំទទួលអ្នកទោសចូលមកក្នុងចំណោមការងារផ្សេងៗទៀតរបស់លោកអញ្ចឹងលោកអាចដឹងដែរទេថានៅក្នុងស.21ហ្នឹងតើមានខ្លងទ្វារ ចេញចូលប្រមាណដែរបាទនៅស.21មានខ្លោងទ្វារច្រើនប៉ិនបិទខាងជើងក៏បិទខាងលិចក៏បិទទុកតែច្រកមួយតាមផ្លូវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺកន្លែងប៉ុស្តិ៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងឯងបាទ អញ្ចឹង មានន័យថាភាកច្រើនឲ្យតែមានការចេញចូលតាមច្រកដែលលោកនៅហ្នឹងគឺលោកដឹងអញ្ចឹងមែនទេថាអ្នកណាចេញអ្នកណាចូលអញ្ចឹងបាទជួនកាលច្រកមានតែមួយពីកើតហ្នឹងមកមានច្រកមួយទេជួនកាលពួកខ្ញុំអត់បានដឹងដែរមានឡានគេពីអង្គភាពណាគេដឹកចូលទៅដល់មុខ គុកនោះមកបាទខ្លោងវាគុកបាទដល់អញ្ចឹងតហូអីឃើញអញ្ចឹងមកលោឡាពួកខ្ញុំថាអត់មានអាណាយាមណាអីឲ្យឡើងគេចូលដល់ហ្នឹងបាទតែខ្ញុំអត់ចាំថាឡានអង្គភាពណាចូលទៅដល់ហ្នឹងឯងដឹកអ្នកទោះចូលទៅបាទអញ្ចឹងតើករណីដែលឡានចូលទៅដល់ខាងក្នុងហ្នឹងដែលលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញជាករណីលើកលែងតិចតួចឬក៏មានច្រើនលើកដែរដែល ឡានរបស់អង្គភាពក្រៅគេចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺមិនតិចទេដែលគេដែលពួកខ្ញុំប្រហែលបាត់ផ្នែកមើលអវលតាចិញ្ចឹមសัตว์ដើរមើលសัตว์ឲ្យចំណីសัตว์នោះដល់អញ្ចឹងអត់មានអ្នកនៅយាមមានអ្នកដេកអ្នកអីអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឡានគេចូលទៅផុតអត់មានអ្នកយាមឃាំងអត់ឲ្យទីទៅគេ អត់ឃើញមនុស្សអញ្ចឹងគេចូលទៅដល់នោះដែរជាទូទៅឡានដែលចូលមក21ឡានខាងក្រៅឬក៏ឡានដឹកមនុស្សពីខាងក្រៅមកជាឡានរបស់21ដែលលោកបានវាមិនសោះហ្នឹងថាតើឡានទាំងអស់នោះដឹកមនុស្សចូលមកក្នុងអំឡុងពេលណាដែរពេលថ្ងៃឬក៏ពេលយប់ហើយចន្លោះពីម៉ោង
ບາກເມືອງເປລថ្ងៃດັບໂຈມມາເປລថ្ងៃປະໄຫຼຊິມອງ11 12ນັ້ນໄດ້ດັບໂຈມມາຈົ່ວໂຈເປລຍຸບມີໄດ້ດັບໂຈມມາເດລູກ ບາເປລຍຸບຄືອັດດັບໂຈມມາໃຫ້ຜູ້ເປລຍຸບພວກຂ້ອຍຍຽມ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរអំពីឡានរបស់អ្នកក្រៅរបស់តំបន់ផ្សេងដែលដឹកមនុស្សចូលមកលោកដែលនៅយាមជាប់នៅទីនោះភិជាច្រើនលោកនៅទីនោះលោកអាចបញ្ជាក់បានទេតើញឹកញាប់យ៉ាងណាដែលឡានមកពីក្រៅដឹកមនុស្សចូលមកកន្លែងលោកហ្នឹង ហើយលោកអាចនិយាយបានទេក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃម្ដងឬក៏ថា២-៣ថ្ងៃម្ដងឬក៏មួយអាទិត្យម្ដងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេ បាទ ពេលដែលដឹកចូលមកហ្នឹងគឺមានឡាន 310 កងពល 310 ហើយនឹងភូមិភាគដដែលដឹកចូលមកកន្លែងហ្នឹងជួនកាលខាង 170 កងពលខាងភូមិភាគបុពេបាទហើយនឹង 703 អញ្ចឹងមានន័យថាលោកមានប្រសាសន៍បញ្ញមិញជាឡានដដែលឬក៏ថាមានឡានផ្លែកៗដែលលោកមិនសូវដែលមិនឃើញដឹកមនុស្សមកដែរ បានសូមជម្រាបថាឡាននោះគឺមិនមែនឡានដែលគឺឡានផ្លែកៗតែបើឡាដែលមានតា 310 មួយទេដែលបញ្ជូនមនុស្សគឺឡានដែលលោកអាចបញ្ជាក់បានទេតើមានពេលណាមួយដែលថាឡានក្រុមណាមួយមកច្រើនឧបមាថាលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីឡាន 310 ថាតើ ឡាន 310 ហ្នឹងមកច្រើនក្នុងអំឡុងពេលខែណាឆ្នាំណាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេ បាទខ្ញុំអត់ចាំដែរព្រោះជួនកាលគេមកម្ដងពីរដងអញ្ចឹងទៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយក៏ 5 ថ្ងៃគេមកម្ដងទៀតមក ក្រោយមកទៀតគឺយូរទៅបានគេមកទៀតមកពួកខ្ញុំអត់ចាំថ្ងៃចាំអីទេបាទ លោកអាចបញ្ជាក់បានទេឡាន 310 ហ្នឹងកង់ពួល 310 ហ្នឹងនៅកន្លែងណាដែរលោក បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំអត់ដឹងទីតាំងគេនៅកន្លែងណាទេ លោកមានដែលឃើញឡាននៅខាងតំបន់ឧដរឬក៏ថាតំបន់បូពាតើមានពួកគាត់មានឡានណាមួយជាក់លាក់របស់គាត់ទេ បាទពេលនោះគឺដូចថាខាងបូពាអីចឹងគឺឡានមានតាអាស៊ីនចិនហើយណាកាត់ចិនហ្នឹងបាទពូឡានពេលនោះគឺបើកសិតឡានរបស់ចិនហ្នឹងអស់បាទដូចដកក៏ចឹងដែរហើយជួនកាលមានឡានអាកាត់កាត់របស់អាមេរិកពីមុនមកចឹងដែរហើយលោកអាចប៉ាន់ស្មានបានទេឡានដែលដឹកមនុស្ស ពីភូមិភាគឬក៏ពីតំបន់ចូលមកសល់21ហ្នឹងឡានហ្នឹងអាចផ្ទុកមនុស្សបានប្រមាណអ្នករឺក៏លោកអាចឆ្លើយអញ្ចេះថាជាធម្មតាមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលដឹកតាមឡានមកម្ដងម្ដងលោកអាចប៉ាន់ស្មានបានទេ បាទប៉ាន់ស្មានក្នុងអ្នកដឹកមកដូចឡានអាកាត់កាត់អាមេរិកអីក៏អាកាត់ចិនអញ្ចឹង
cứ ban đọc nẹ tầm một phây nẹ đầy vô màu. Bạn cũng chúc lan rộ bó so một phây mùi lúc anh bà chạy bàn tế so một phây mùi miên lan là khá đã tự đựng mà nụ rồi bị cà ưu dô mà khổng ta là miên lan bà màn cửa hay miên bà phết lan ấy khá. Bà lan miên phèm cường à xin chân muối à cắt cắt chân pí hay nâng lòng rồi về pí bà về đặt đặt lời khéo nâng cứ lan lòng rồi về đặt đặt nâng khéo. Chẳng là nâng ách đặt mà nó bàn phai gì bà màn nhẹ đấy rồi bà. Bà lòng là biết đặc ban thì muốn nếp đậm nhạc này, lòng làn mồi. Nếu bê đã đặng mà nụ, chôn màu so mà phây mùi. Ta lúc miên miên mà nụ phổ man nét đai màu cho mùi làn, đai chia sân ở sốc, đai tơ cho mùi làn, đồng bây chân chôn mà nụ, một so mà phây mùi. Bà cứ từ đôi tới bát vòng chẳng tới bát vòng chẳng cứ lan men lòng về pi kêu từ bà lan muối cà phê nhẹ tố hay lan muối tiết chuẩn luôn cái buồn nhẹ nhẹ một pi nhẹ nhẹ khói pi nhẹ bà cái pi từ đo bát vòng thà ta lan nâng miệng bán cho tớ tuôn mà nước bì tớ bán xe như thế tế. Và bây giờ nâng cứ tớ tuôn là đặc lại bát vóng nâng lại xa la hiện kế. Và kì chạp hai dương tớ đó lực đã nâng vô máu đã là đã ấy bật thuế nó mê chênh một bình máu. Về giúp bà, về giúp. Cho miền bên xên tiệt, đây là lan so một phây muối từ tuôn mà nụ bị cái lãnh xên tiệt màu thế. Cảm ơn nơi khát bà tử bóng. Bà, miền từ tuôn là phải riêng của mình nơi tam lạnh khang rót khang ấy đến cơ lan so một phây mùi tờ vô và chẳng biết đấy thà khang rót nó lúc anh bị chạm bàn đấy nơi cái này nơi không bính được cái thà nơi tam khèn. Bạn cứ nấc nóc nông bình. Tao miền bê na muối miền lan ở bó xò một phây muối tôi tự tu cầm có cắt đê nơi xa ô rì xây thế. Rưu gò nẹ chiêng mà xin cắt đê nơi xa ô rì xây miền bê na muối thế. Bà cứ khi mà bàn chạm đáy phụ chuồn cá là khi mà tới chuồn cá là phụ khi tới. Bà mùi thơ hồ mùi nắng khi tới tới. Bạn quân chán trong số bệnh trong cao hình thức việc còn tới năng cả đậm mà nụ một trường ai đòi làn được bỏ trường ai
តើគេមានបែងចែកជាក្រុមសម្រាប់ទៅដឹកទេលោកមានសាសថាម្បាញ់មិញជួនកាលមានលោកទៅជួនកាលមានតហោទៅថាតើមានប្រមាណក្រុមពីជើងឯកហ្នឹងដែលគេបែងចែកសម្រាប់ទៅយកមនុស្សចូលសំភៃមួយម្ដងម្ដង បាទ អត់ មែន យក ពី ជើង ឯក មក ទេ គឺ យក ពី ស 21 ទៅ ជើង ឯក បាទ សូម ទោស សូម ទោស ខ្ញុំ ច្រឡំ យក ពី ខាង ក្រៅ យក មក ចូល ស 21 តើ តើ មាន នៅ ស 21 ហ្នឹង មាន មនុស្ស ប្រមាណ ក្រុម ដែល ដូរ វេន គ្នា ទៅ យក មនុស្ស ពី ខាង ក្រៅ ចូល មក ស 21 សូម ទោស ខ្ញុំ ច្រឡំ បាញ់ មិញ សូម លោក បញ្ជាក់ ម្ដង ទៀត ខ្ញុំ ស្ដាប់ អត់ បាន ដែរ លោក បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា លោក ជួនកាល លោក ទៅ យក មនុស្ស ពី ខាង ក្រៅ តាម រយៈ ឡាន ស 21 ហ្នឹង យក មក ដាក់ នៅ ក្នុង គុក ស 21 ហើយ ជួនកាល តហោ គាត់ ទៅ អញ្ចឹង ថា តើ ក្រុម ដែល ទៅ យក មនុស្ស ពី ខាង ក្រៅ ចូល មក ស 21 ដូច លោក ហ្នឹង គេ មាន បែង ចែក ជា ប្រមាណ ក្រុម ទេ បាទ គឺ យក កម្លាំង ពី ខាង ក្នុង មក ជួយ ហើយ នៅ កម្លាំង ពួក ខ្ញុំ ដែល នៅ ចាំ ទទួល អ្នក ទោស ហ្នឹង ខ្លះ ទៅ បាទ យក ការ ពេល ឡាន ហើយ នឹង យក មនុស្ស មក ដាក់ តាម ឡាន ដើម្បី ការ ពារ សមត្ថភាព មក តាម ផ្លូវ បាទ អញ្ចឹង បើ ខ្ញុំ និយាយ ថា មិន មាន ការ បែង ចែក ជា ក្រុម ជាក់លាក់ ថា លើក នេះ ក្រុម នេះ លើក នោះ ក្រុម ផ្សេង អី ទេ អញ្ចឹង តើ បើ ខ្ញុំ សន្និដ្ឋាន ថា មិន មាន ការ បែង ចែក ក្រុម ជាក់លាក់ អញ្ចឹង តើ ខ្ញុំ អាច និយាយ អញ្ចឹង ត្រូវ ទេ លោក បាទ លោក មាន ប្រសាសន៍ ត្រូវ ហើយ ព្រោះ គេ យក មក យក មក រួម គ្នា ឲ្យ ទៅ ណែ ដឹក ជូន យក មក ហ្នឹង បាទ ពួក កម្លាំង ខាង ក្រៅ ក៏ ខ្វះ ដែរ ព្រោះ ចាប់ អស់ គ្នា ច្រើន ហើយ ខ្ញុំ ចង់ សួរ បច្ច័យ ទៀត នៅ ពេល ដែល យក មនុស្ស ពី បាត់ដំបង ឬ ក៏ ថា យក មនុស្ស ពី ស្វាយ រៀង ចូល មក ស 21 ថា តើ ពេល នោះ មាន នរណា ម្នាក់ ក្នុង ចំណោម លោក ដែល ជា អ្នក ទៅ យក គេ មក ហ្នឹង បាន ប្រាប់ ជា ព័ត៌មាន ទៅដល់ អ្នក ទោស ហ្នឹង ថា តើ អ្នក ទោស ហ្នឹង មាន សិទ្ធិ អ្វី ខ្លះ សិទ្ធិ ក្នុង ការ និយាយ ស្ដី សិទ្ធិ ក្នុង ការ ត វ៉ា អី ផ្សេងៗ ថា តើ មាន អ្នកណា គេ ម្នាក់ និយាយ អំពី សិទ្ធិ នេះ ប្រាប់ ទៅដល់ អ្នក ទោស ដែរ ឬ ទេ បាទ គឺ មាន អ្នកណា និយាយ ឯង គាត់ ថា ជី ឡាន ឯង កុំ មត់ កុំ អី តែ ប៉ុណ្ណឹង តើ លោក ធ្លាប់ ធ្វើ ការ ងារ នឹង ផ្ទាល់ តើ លោក បាន ឃើញ ថា មាន អ្នក ទោស ណា គាត់ និយាយ គ្នា ឬ ក៏ លោឡា ឬ ក៏ ចែក គ្នា ក្នុង ពេល ចាប់ ឬ ក្នុង ពេល ធ្វើ ដំណើរ មក ដល់ ស 21 ទេ បាទ គឺ អត់ មែន ទេ បាទ លោក មាន បាន ពិនិត្យ មើល ស្ថានភាព របស់ អ្នក ទោស ហ្នឹង ថា តើ អ្នក ទោស ហ្នឹង គាត់ មាន ស្ថានភាព ភ័យ ខ្លាច ទេ នៅ ពេល ដែល គេ ចាប់ គាត់ មក បាទ អ្នក ទោស គឺ មាន ស្ថានភាព គឺ ភ័យ ខ្លាច គឺ ឡើង ញាក់ ខ្លួន ទៅ ធ្វើ បាទ ហើយ មាន ដែល មាន អ្នក យាម ណា មួយ នៅ តាម ឡាន បាន វាយ ដំ ទៅ លើ អ្នក ទោស ក្នុង ពេល ធ្វើ ដំណើរ ពី កន្លែង ចាប់ មក រហូត ទៅ ដល់ ស 21 ដែរ ឬ ទេ បាទ គឺ គេ មាន ច្បាប់ មួយ ថា មិន ឲ្យ ធ្វើ អី អ្នក ទោស ទេ គឺ ធ្វើ ម៉េច យក មក ឲ្យ បាន សុបួល ព្រោះ សិត ដែល យក មក គេ នឹង ត្រូវ សួរ ចម្លើយ អ្នក ទោស
Karanay dal thua tam nao pi khat bat dam bong ru pi swai rieng mot dol so 21 tha ta dai mien neak to kwat tiem tia ro kwat nyei tha kwat heu hot na ru ko tha kwat sreik tuk kwat mien snao som ai mien tuk ai boriphop hai ba mien karanay baep ni tha ta mien ka phdol tuk ru ko chi aha avai dol kwat samrab boriphop dai te bạn cứ pê thôi đầm nào mau cứ ăn miên tiêm tiê tắc tiêm tiê ấy đấy phù bạc lan bạc nhạp là tao ăn miên nơi nhảy nhảy thì bạn phù pê dục bạn sum ốc cún hay nhẹ tô đèo đèo máu lúc miền bờ xa tham miền đang nẹt khá miền đang propôn miền đang cồn hay miền cả lần đây đài cồn cồn nóng miền dùng tam lán lúc miền bàn thọp chụp ở tiệp bánh hà này thế ba cái khi mà bàn chụp ở tiệp đấy miền là cây đấy đọc về màu tầng mai tầng ai tầng propôn năm cứ ăn cái phép cái để đặt màu đó. Bạn xong ổn khốn nhằm chăng chô tự đo châm nội mối tiết đây là lúc nơi một tí sản xuất nghề diêm nơi một tí sản xuất rư có trên nẹ bình chun mà nu từ trường ảnh nhằm dây em bị ca bạch chanh mà nu bị xong phê mối từ trường ảnh vinh chúng chẳng xua lúc ông pi hiệp nhược nhọp thà ta vì nhược nhọp thế đại miền lán đặt tam khlong thuyền đại lục diếm tư trường ảnh lục ảnh và trẻ thà miền bờ màn ngày mà đón lục ảnh và trẻ bạn thì bạn về ở tiền thế chuyên ca cây xua chậm lại bàn chán dân tư chọp dân tư miền chậm quân bờ màn khi đang đặt chân từ chúng ta là khai từ mặt khai bạn đặt tâm đó. I think something went wrong in the translation because the question was about khởi tha miền bản nhà bỏ lại rồi mình chọn cho nó được mình trong đó bộ phép qua pika bình chung thì pi gần lại chạm một bảy số hay bị bỏ nó cứ như vậy ẩm pí cá bình chung đặt bình chung nước pí bảy số từ chân hai tụi mình Khiêm xua bánh mấy nhầm pi ca bình chun mà nút pi so một phây muối từ trường ai đời xa quát chi nẹ diêm nơi lòng thuyết chánh rồi bó so một phây muối chẳng phải chỉ ai miền nhầm dây cho lắm rồi có cả bỏ phải cho lắm và nhầm xua to tiết ông pi ca ốc rùm đó là nè đại chi bộc lực sản xuất rồi bảo họ so một phẩy mùi trong niêm chi nè sản xuất nó rồi gọi là nè xem tiệt đại là cầm đội lục rồi gọi thưa ca đội lục nó thao tác của quạt bàn thưa bàn tựu ca bắt đầu là vậy khác lục ai phải chạy bàn thế bà cái ở trong phụ tu tư tầng ở này cái thà dương chỉ con trai của ông ca, của ông ca, nhà na mà đa tam quang vật sa, quang vật sa nâng cầm tích chào, nhà na đã chấp vô mau hay nâng chiếc khăm ăn của ông ca ấy. Ta cái miền bờ đông bờ đa lô ông pi nửa pe đã tha chuột cho mùi nhà tô tha ta từ nơi dây ông pi chim riệp ông pi sệt bỏ nẹt tô từ nẹt tô này thế từ cơ rốt sệt nẹt tô hồi khá cái miền bắc phải liên lục ông pi pành hà này thế là pi đại lục từ tua cam ở đông đá pi hồ rồi có pi đuối rồi có pi sơn sền bà đi nhom ban chim riệp giang cái thà nẹt tô đại châu mau hai cứ khmer sệt đi cứ cái châu thái chỉ khmang hai chào thầy khmer hai nhà tôi mình sẽ đi nhà tiệc
chúng bổ sung thanh nhóm sơn than cứ chấm điệp chun lục vĩnh tha tá trầm trâu tế đại tha pê đại lục tổ tu la ca bản đồ đà pì ho cái đấy đôi cái đấy rồi sơn sen cái đấy nơi sau một phay môi nhóc cứ lục mình đại ban bản đồ đà làm pì ca cổ rụp sứt rồi bảo hẹn tổ nụ tề ta khi mình dành trong trầm trâu tế ba khi nhóm sông chấm điệp tha mình miễn được nhóm ấy tu tới nó ở khnề ta nên cái chát bên nam mau nông kiệt khăm ngay cái khi mình ao cột sứt nẹt na nẹt này mà đấy và nẹt na hiện từ cột sứt ao tô men sứt men ấy cứ nẹt nắng đắng kia nó chạp luôn đi ta miễn cả đây để cái chạp luôn nẹt đây ở phơi ở vây mùi đôi lúc miền bắc sang bánh bánh chợ đòn nẹt tàu thế nẹt đại cột sứt chợ đòn nẹt tàu nó ta miền nẹt nam nẹt miền bánh hà đời sao bánh hà đời cột cột sứt chợ lừa nẹt tàu thế bà cứ nhom mặt bàn đằng đài phục nhom đằng khéo này bàn tay nẹt nam mùi đại do chợ tụ đại chỉ mùi nẹt tàu có cứ thở thật tạm đàn hay ta lùi bay lùi ấy ao nẹt tàu có cái hai tập chúng bà mình cài phải cái này chấp đặt cũng bà cún hay bà sầm nô môi tiết lô chi nẹt sơn sọc phòng đá sơn sọc là sò một phay mối ta lộ miền chùa rùm nơi con ca hát vi ấy hát gạt tệ đô rồi hát say nơi cái lái xòm phay mùi thế rồi tham biên ca bắt đầu bắt đầu làm pi ca vật hát bài nơi nơi xòm phay mùi này thế bài pi nó cứ tờ hố nhẹ thường dân hát gạt tệ nắng ấy nhóm có hát đấy và hát đấy đó là cái vai bài mót nhóm chụp hát vào đấy bạn snap mọt đó tôi là lúc ai bình vô ban tới mua hết ở với ban chỉ chạm bạch ở nhà sản sọc đổi lục lục rồi cái này là tây tiền đó từ tua ban là cả vật hạt cả tế đồ nở xòm phay muối bạn cả hạt năng cứ từ hoa nhà bằng hạt ao phụ nhom từ ở cái năng hạt là bấy chạm nẹt tù và cái là mình hạn chế cứ là chạp cái mạch bán chẳng biết đây thà hạn đầm bay ở khuôn ai miền ai thua ca rồi bọc khuôn ở đầu miền bờ sơn tập hiệp chẳng mẹ đấy bà cứ hạn năng cứ thơ mấy cũng ao nẹt tù to đại bàn cứ dân thở hạn chế các bài ăn năng riêng từ chạp là chạp bàn mà. Bạn ở cuốn trong môn năng châu tự đó là trường ai trong miền sầm nô mui su bạch chạy bạch thèm tích lục ban chờ cho mui tầm nàng ra hạ bìa nhà anh đã chết chờ anh hai dòng pi mà nú đại kỳ côn tôi đại kỳ sầm lạm nơi xòm phầy mui rồi cụm ma đại kỳ sầm lạm nơi xòm phầy mui nơi pê đại kỳ bẩm dục cụm ma pi chuan khang lơ này so một hay mùi một khang cấm hay bắt tọt máu lúc ban miền bắc sa tha môn ao bụng đài tranh tới cứ kế sầm lạp côn hay sạch hay bàn kia vô bụng đá vô tới trường ảnh chẳng miên cả đời này nam mùi đài là kia vô bụng đài vô tới trường ảnh hay hay cái bàn kê sầm lạp côn cột ma nơi cào y tế nơi xóm phay mùi nhung bà cứ ót mềm này lộ thả ót miến rồi thả lộ ót đắng lộ ai bị chạy bàn này bà tuấn bà cứ khi thấy vô con tâm môn hai ban cứ vô mà đại phục tử bởi chẳng cứ sai
I'll ping the line cook now. I'll look at the same thing. Nó pê đã vì cái chân có nâng a co ruột hai trăm bạch hai đấy ban trăm bạch từ việc buộc và to thiệt từ lời nẹt tổ bạc thêm xong mình chuyện phép tha tập hồ tập đội nhân ai thà vai hai ai a co áo có hai bàn bè phù bà ca nam bàn bè phù cứ hầm mà là ba cũng lại đằng mỏng chân sói kệ đằng bàn chân ở bàn chân ở cún ở nhâm su sầm nô mối tiết thật tá nơi chừng ai những lúc miền bản đằng tới thà nó pe để bắt chun manu chèn pi xòm phay muối tới miền cạn này na để thà kề miền tiề ruộng kề bắt chun từ chè muối tới hay sầm làm nơi chừng ai lúc miền đằng tới bà pe được nhom bắt chun từ cứ nhom ăn miền bàn vô tầng cột mà đã ít tới đấy tại khâu bị nhom đang cái vô pi cái lại na ai yêu chênh pi so một cái mũi còn mà đang lại buộc nhóm ắt lại cả nghe đây cái tới cứ đối pe đi pha lắm cái chặt ấy tới cứ nhóm ắt đằng bạn ở sùng ọc cún nhóm cháu xua bị chẹt thèm tích tiệt đáy ông pi bàn hà nơi trường ai nắng ở lúc ban đi về ông pi bị bài bọn được nong cả cọt tra chmua nẹt tô đã trời vô tôi sầm làm nơi trường ai lúc ai bị chẹt bàn thế cá cọt tra nắng cứ cọt tra nó pe đại bị chen mình nu vô chen bị tre chơ đầm bay vô đào tầm rong từ rồn đá ta anh chân bàn thế bà phil vô nè tô trên phi tia nông tới cứ sầm lau tới cả lại cọt nó có bài phơi bên cả ai mua những quần đây hay cọt cả đà lằng cọt mua hai bán kia vô tới đại bà rồi bà chứng phơi pull phơi đại lộ miền bắc sang bánh mánh về nơi chăng ngày phi tia nông thế bà cứ nơi chung ai một tia bạn ốc cún hai ca cọt tra bài này cứ lộ miên bình chi mua hai sách hai con tài cung chật mua nút rứ gò lộ tờ xe mua rồi bỏ nẹ tô xa chật mày bạn đôi khi mà chạy mày mày nhái cứ khi nhầm cọt mua hay đang chọn lệ mỗi lệch bị lệch bay riêng là hồn. Cho lúc miệng bán tiêm toàn cho mỗi bà chi bà chun mau bì tu sài nào để tế. Bà chú mô đài chanh phì tì tu sài mà lắng cứ chú mô nở lơ bọn thi nó hay quát ai khó nhau mà quát chú mô ni mà đoàn tiết làm mây quát vừa tờ tu cho mỗi khó nè bạn sum ọc quân chẳng chia tu tới cứ ca nghe nắng cứ ca cọt mua nắng cứ thôi rằng chẳng mình thấy mình này thà nửa pe đã vừa chun mà nu chen bị te chơi hói hói giờ lột cọt mua hói
lúc có thể lắp một xong một hay mùi vinh chẳng cổ bế cứ cả cọt mua cứ cọt mua một lúc bế chân bị tẻ trừ chẳng mẹ đấy. Bạn cứ cọt cho một hai cái bị chú nhu tư xâm lạp tới hai ó nhóm vô cho một nắng làng lán đò lán đò là tôi sai mình cứ vô cho một nắng tạo bọn sụt thi nắng chứng ta lúc miễn bàn tiền tuột thêm tiết tham mà nụ đà bàn xâm lạp nơi đồn đài nắng quạt bàn xâm lạp hỏi đại đệ tử tăng ông khi này bàn sạp hỏi đại đệ tử ta lục miên bàn thôi giảng đồn trên này thì hiện bắc miên bàn gì thế còn thà bàn số mũi giật ao quạt tới nhom màu lại nhom bình màu khi nơi sọ sầm nuôi trong cái áo hẹp tọt màu cơ sạ cơ đấy khi đang su và to pin lốp nơi pel đại lục thưa ca nơi sọ một hay mũi hay ca nghi chỉ tra đại lục bàn thưa không gặp khăn chân em chất sập mùi là hốt đó chất buồn nó thật ta lục miền à rom giang ná rồi gom miền vị bệ xa rồi giang ná đã dịp buộc càng nghiệt bỏ lục thật ta lục miền này tới lục ai bị chạm bị bệnh hà này bàn thế đồng bây giờ nhẹ sinh thiết cái ai lưu gom bị cảm phiền hà lục à rom hà lục phòng đài bà khi ông xong trong đẹp ha vì là khi ông thơ ca nó xong phải mùi năng đôi xoan xên quạt màu với chung miền sâu của nhóm năng nó khinh tha bậc nhóm nó cục ní chiếc mình phất viên cái chạp đã cục xâm lạc cháu phụ phí môn màu của nhóm ai nhóm hót hiện hót bay đoàn hiện xa la xa đây bị đoàn cái màu tiết chất phê am chất phê am vay chân nhạc nông pinh năng ngay đọc của môi ai xa phê am mỗi luôn môi tiết ngay đọc phê mê xa ngay chóp ai gặp lương khang luôn nọ và đòi chăng cái dòng màu châu lại xong phây muối nó cứ phây luôn và ta bay ca cứ cái thời chập luôn nhau và vừa rắm nắng hai bạc nhom sông son sen từ toa bình năng sập chặt ngọt mình ai nhá cũng ơi chọp việc sai là bạn của sa bọc nhom và khỏi một tiết chấm rơ bên phèn ca mũi chong quạt cục và màu cầm lang nhẹ vẹt quan và từ tua ngày muối cứ bay ca thơm nọc nguồn chạm nọc nguồn rơi nọc nguồn sai đặc nhom nhập tràm phàn ca quạt cục từ đôi đằng nhom còn từ đôi phi liền sâu hai nhom su một hơi ai nọc nguồn sai đặc một hơi ai mong nhập tràm thì cả bao bao nhom sai đặc con thà nhom na thư chăng bằng nọc nguồn sai phải đẹp đa ra nhom na đằng chăng vẫn bị muôn mau cứ nhom bay ngay khang phơi năng để lướt từ hồ can cảm nhóm sông con sao pi này xa thì hồ trôn mưa cập lưng pi ngay bay ngay buồn ngay trôn mưa cập lưng và đó là đôi đằng nhóm trắng có ao này xa cái vô lan đặt cập lưng trên bị khang rồi tại sân nhà đi cả trong coi một phút cứ nhóm từ thưa xài nơi không bông trường ai đang là hốt đó bay chật một buồn đó cái cài nhóm ao tập phơi tập phơi khỏi mau nhóm ban ở vất ban ấy có nhóm non cầm lang hót kịch bị phụ tự định tiện và là hốt mau tia cho bài mau khi này chết mà phơi nè cứ sạp tam phơi đòi vú vú tới nơi nhóm tầm này ai kì mau phát ao liên nhóm trừ ban chia chun vua nhóm mau là hốt và ban hốt toàn sống anh và cho họ đời hai lục từ chun mà nu pi tam khẹt xem xe như rư có lục bình chun mình nu pi tua sáng dọc từ trường ai nằm bây giờ kia sầm làm nắng thật tá à rầm rồi bỏ lục nắng miên giang đôi mình đại đá đời thà miên mình nu rôn cru đời đời xa tua sáng nắng hay lục chỉ thua cả nơi tua sáng nhận đấy thật lục miên rầm giang nà đấy đang đang rập vấn đề đang đang rập vấn đề chỉ tăng số nô nó mình tham số đi có chỉ sợ say ông hải đại cậu còn đằng nữa cứ lo bị trang vì đường bất đại ông gì đây ai vô thời chỉ bỏ tàng bán số nô bây giờ rầm được chưa đấy cứ mình men cố đá để thời xua tí số nô này là xong số đó cứ xua chuẩn chập chào tí để về để chuẩn chập sao tha được hiếp đại chỉ sợ than tâm rá tu bẹp đó công ca bị chà rán tâm rá nhận bị tu
hay tụm nô khlá cứ chi chuẩn đồng crua tí bọ quật chi chuẩn đồng crua tới bãi sủa bạn đây nè sa sai mạch chlai tọ mần sumnuol ni tí hay sôm lục cầm hật sumnuol bọ lục đain cầm nọt trâm tae ប្រ ភេទ សំណួរ ទាំង ឡាយ ដែល អាច ប្រើ ប្រាស់ ចំពោះ មុខ ចំពោះ សាក់សី បាន ហើយ ជៀស វាង ច្បុក ច្បល់ រវាង សំណួរ មិន ច្បាស់ លាស់ ដែល ទៅ សួរ ទៅ របៀប ជា គោលដៅ នៃ ដើម ដឹង រដ្ឋ រនី ឬ ក៏ ជន ចប់ ចោត បែ ជា សំណួរ ទៅ សាក់សី នោះ សូម អរគុណ លោក ប្រធាន ខ្ញុំ អស់ សំណួរ ហើយ សូម ផ្ទេរ វេទិកា ជូន សហការី របស់ ខ្ញុំ លោក ស្រី ម៉ារី គីរ៉ូ សូម លោក ប្រធាន អនុញ្ញាត បាទ អស់ ចម្រើន អនុញ្ញាត សូម អញ្ជើញ Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Marie et je représente avec mon confrère Hank Pic, le collectif des partis civils. J'ai quelques très courtes questions de suite à vous poser cet après-midi. Vous avez indiqué ce matin au coprocureur que vous vous étiez rendu à deux reprises à Svailin pour aller chercher des détenus. Ces personnes étaient-elles toutes je vois que vous avez un problème manifestement avec votre écouteur. Vous m'entendez, monsieur le témoin? Je vais répéter ma question. Vous avez indiqué ce matin que vous aviez effectué deux trajets pour aller à Svailin pour chercher des Vietnamiens pour les emmener à S21. Je voulais savoir si, sur les deux trajets, l'ensemble des personnes que vous aviez amenées étaient អ្នកដែលលោកយកមកនោះសុទ្ធតែជាជនស៊ីវិលដែរក្នុងចំណោមជនជាតិវៀតណាមដែលលោកនាំយកមកសរ២១នេះបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកណាទៅហ៊ានណាអីទេប៉ុន្តែគេថាគេចាប់បានទៅហ៊ានវៀតណាម៥នាក់គេឲ្យយកឡានទៅយកហ្នឹង Pouvez-vous nous dire un petit peu plus sur les circonstances dans lesquelles vous êtes allé chercher ces prisonniers? Où vous les avez trouvés exactement à Svailin? Où étaient-ils? Étaient-ils détenus? Comment avez-vous été à même de savoir s'ils étaient militaires ou non? Quels souvenirs avez-vous sur ces deux événements précis, ces deux trajets à Svailin pour aller chercher ces personnes d'origine vietnamienne? បាទគឺទៅយកនៅក្នុងបងសាលាខេត្តកន្លែងនោះដូចជាសាលារៀននៅក្នុងបងសាលាខេត្តហ្នឹងគឺគេនៅយាមហ្នឹងគេចងជាប់នៅកន្លែងគេហ្នឹងហើយនឹងដាក់ខ្នោះផងឲ្យផងហ្នឹងបើពួកខ្ញុំទៅក៏ពួកខ្ញុំដូរដាក់ខ្នោះពួកខ្ញុំមកក៏លើកដាក់ឡានយកមកបណ្ដោយ Portaient-ils des uniformes? Quel était le moyen pour vous de savoir s'ils étaient militaires ou civils? Une fois que vous avez amené ces prisonniers à S21, quelle était la procédure et était-elle différente quand il s'agissait de prisonniers vietnamiens ou de prisonniers qui n'étaient pas vietnamiens? Est-ce que vous saviez à l'époque? Est-ce que vous en avez le souvenir aujourd'hui?
អ្នកទូវៀតណាមទាំងអស់នោះមកដល់ស.21ហើយនោះបាទគឺខ្ញុំបញ្ជូនមកដល់បន្ទប់គេហ្នឹងគឺអាកន្លែងបងធីហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រគល់ឲ្យគេហ្នឹងទៅខ្ញុំចេញទៅកន្លែងខ្ញុំវិញទៅរឿងធ្វើម៉េចទៀតក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរ Nous avons deux témoins qui sont venus déposer à cette même barre et qui ont parlé d'un film qui aurait été fait de ces prisonniers militaires vietnamiens qui arrivaient à S21. Et pour référence pour les parties et la chambre, Prakan, le 27 avril 2016, à 15h59, a parlé de cet épisode, des soldats vietnamiens étaient exposés devant les bâtiments A et B et que cet événement a été filmé. Et puis nous avons également l'ACMIN qui le 26 avril 2016 à 10h49 a également parlé de cela, que les prisonniers vietnamiens qui étaient emmenés à S21 était filmé et que ce film était ensuite montré dans les sessions de formation pour le personnel de S21. Est-ce que vous avez un quelconque souvenir d'un film sur l'arrivée et les confessions des prisonniers vietnamiens à S21? Quels sont les souvenirs que vous avez de ce film qui a été fait? Était-ce uniquement le film de ces prisonniers vietnamiens qui arrivent à S21? Ou est-ce qu'il y avait d'autres informations dans ce film qui étaient montrées lors des sessions de formation? Je ne sais pas si vous avez des informations dans ce film. Je ne sais pas si vous avez des informations dans ce film. Je ne sais pas si vous avez des informations. Donc le film montrait l'arrivée des prisonniers, l'interrogatoire des prisonniers et plus tard l'exécution des prisonniers. Est-ce que j'ai bien compris le sens de votre témoignage? Ce film était-il spécifiquement dédié aux prisonniers vietnamiens ou avez-vous vu d'autres films qui impliquaient l'arrivée, l'interrogatoire et l'exécution d'autres prisonniers à S21 qui n'étaient pas des militaires vietnamiens? ថតទាំងអ្នកសួរចម្លើយឬក៏ថតអ្នកទោសផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាជនជាតិវៀតណាមបាទខ្ញុំអត់ចាំទេចាំដល់ឃើញថាគេថតពេលយកមកហ្នឹងឲ្យពាក់មុខកោពួកអីណាមានផ្កាយពាក់ផ្កាយណាសាក់ពាក់សាក់ណាខោអាវធម្មតាធម្មតាពាក់មុខកោហ្នឹងឲ្យគេថតបាទពេលសួរចម្លើយក៏ខ្ញុំអត់បានដឹងដែរដឹងតែពេលគេសម្រាប់ក៏គេថតយកមករួមគ្នាទាំងអស់មកប្រចាំមើលហ្នឹងបាទ Et avez-vous le souvenir d'où ces prisonniers vietnamiens étaient exécutés? Est-ce que c'était sur place à S21, à Chiang Gek? Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous souvenez aujourd'hui? Bạn ăn bên tây chuyện ai vậy? Nhà tôi đang cư sập nơi còn lại tôi sai nhà tôi. Je
Je vous remercie. Je voulais vous poser une dernière courte série de questions dans les 5 minutes qu'il me reste. Avez-vous entendu parler à l'époque lorsque vous étiez en poste à S21 de la question des offenses à caractère moral? Est-ce que ce terme était un terme qui était utilisé à S21? Vous souvenez-vous le nom de ce jeune gardien? Et comment avez-vous appris cet incident? Est-ce que c'est un épisode dont vous avez été vous-même témoin? Est-ce que c'est quelqu'un, un autre de vos collègues qui vous a parlé de cet événement? Comment avez-vous su qu'un jeune gardien avait violé une prisonnière? À part cet incident dont vous parlez, avez-vous d'autres souvenirs, d'autres événements de cette nature lorsque vous étiez à S21, d'autres gardes qui auraient été sanctionnés pour des offenses à caractère moral? Et juste pour finir, Monsieur le Président, si vous m'autorisez, quelles étaient les raisons pour lesquelles ce garde a été emprisonné? Je pars du principe que ça a un lien avec une offense à caractère moral, mais est-ce que je tire des conclusions que je ne devrais pas tirer? Est-ce que cette personne était incarcérée pour avoir commis des offenses à caractère moral? Et connaissiez-vous le nom ou avez-vous le moindre détail sur la victime dont vous parlez et qui a été tuée? Je ne sais pas.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois que mon temps est écoulé. Oui. Je vous remercie. Merci, Monsieur le témoin, d'avoir répondu à mes questions. បាទអរគុណឥឡូវដល់ពេលសម្រាប់ហើយអរិយប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលពី2នេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង3សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់ទទួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំនៃមេអបស័ក្តិសីដល់សាក្សីរូបនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលជប់សម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក្សីមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្តីកម្មក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង3សម្